Ngày 18 tháng 4, Cà Phê Bích đăng bài ai cũng buồn trong cuộc chiến giá. Thế Giới Di Động ngậm ngùi đóng 200 cửa hàng, còn FPT là 30 cửa hàng. Cuộc chiến giá cả là cuộc chiến rất đẫm máu, kết cục bao giờ cũng rất thảm hại. Chỉ có doanh nghiệp giỏi về chiến lược chi phí thấp thì sẽ thắng. Bạn lưu ý nha, chiến lược chi phí thấp là một chiến lược tổng lực, có tính hệ thống, tất cả các quá trình đều tối ưu chi phí, từ marketing, thiết kế, mua hàng, bán hàng, sản xuất, nhân sự, tài chính, kế toán, tạo ra tổng chi phí thấp hơn đối thủ cạnh tranh nhưng không hy sinh chất lượng sản phẩm và dịch vụ, ví dụ như là IKEA, Walmart, Coca-Cola. Và đây là chiến lược dài hạn, cần phải kiên trì cải tiến sáng tạo liên tục, không thể là làm tắt trong ngắn hạn. Nếu bạn không có chiến lược chi phí thấp mà lao vào con đường giảm giá thì chỉ có hai cách: một là bạn hy sinh lợi nhuận, tức là lỗ; hai là bạn hy sinh chất lượng, giảm bớt cái nguồn lực đưa vào sản phẩm và dịch vụ. Điều này sẽ đánh mất khách hàng trung thành của bạn. Bạn làm như thế sẽ rơi vào cái bẫy giảm giá thì chết, không giảm giá thì chờ chết. Vậy có con đường nào khác không? Thưa các bạn, khi mà bệnh nhân tới gặp bác sĩ á: bác sĩ ơi, em tập thể dục động tác này gây đau lưng. Bác sĩ nói: vậy đừng tập động tác đó nữa. Rất đơn giản và hiệu quả tức thì, đúng không các bạn? Vì vậy chắc chắn là có cách, bạn đừng giảm giá nữa. Nhưng không giảm giá thì chờ chết à? Hãy chọn cách cải tiến sáng tạo và đổi mới, tăng giá trị khác biệt để thu hút khách hàng. Và thưa các bạn, việc tăng giá trị có thể không tăng chi phí, hoặc nếu tăng chi phí nhưng tạo ra giá trị rất khác biệt, ta vẫn có thể tăng giá. Nhưng doanh nghiệp vừa và nhỏ chúng ta lại cho rằng: tôi không có đủ nhân tài để đưa ra các cải tiến sáng tạo và đổi mới. Vậy thì các bạn hãy sử dụng AI, biến AI trở thành ban cố vấn cải tiến sáng tạo và đổi mới cho bạn. Và các bạn ơi, tôi đã phát triển cái phần mềm OEMS Chat AI, tích hợp 35 cái chatbot với 88 ứng dụng, giúp cho bạn có được cái ban cố vấn sáng tạo cải tiến rất tuyệt vời. Phần mềm này trị giá 50 triệu tôi xin tặng miễn phí cho các bạn. Nhưng nếu các bạn download về mà không biết sử dụng thì rất là lãng phí. Vì vậy các bạn chỉ cần đầu tư một kinh phí nhỏ thôi, là 3 triệu đồng, để học cách khai thác và sử dụng nó. Hãy đăng ký theo đường link kèm theo để bạn có được một cái ban cố vấn sáng tạo cải tiến đổi mới, giúp cho các bạn cải tiến tạo ra giá trị khác biệt của sản phẩm dịch vụ, thu hút khách hàng.